Vâng, tao tôi đang lấy một cây gỗ to như tổ bố. Đấy, giải cáp ra trước xong bây giờ máy xúc nó mới đẩy đẩy cây gỗ đi vào. Đấy, đẩy vào. Vâng, các bạn có thể thấy cây gỗ đường kính 2 mét cao hơn đầu người. Đẩy vào, rồi. Rồi, bắt đầu móc vào. Đấy, công nhân đang cầm cái móc móc vào cáp. Sao lâu thế nhỉ? Sao lâu thế nhỉ? Lại tắt cầu. Nó vào.